Em nghĩ rằng ở mỗi đợt tập trung thì đều mang lại cho em một cái nguồn động lực vô cùng to lớn, vì đây là đội tuyển quốc gia và nó mang lại cho em những cái sự tự hào. Và với bất cứ huấn luyện viên nào thì em cũng sẽ tập luyện cũng như là thi đấu với một cái tinh thần cao nhất. Em nghĩ rằng là với huấn luyện viên trưởng thì ông luôn muốn truyền tải những cái ý đồ cũng như là cái triết lý làm việc cho từng cầu thủ, và ông luôn có những cái sự dặn dò riêng với tất cả những cầu thủ, và để từng cầu thủ có được thấm nhuần được cái triết lý làm việc của huấn luyện viên trưởng. Khi không được thi đấu nhiều thì sẽ gặp những cái vấn đề như là cảm giác bóng cũng như là thể lực, nhưng mà đấy không phải là vấn đề quá lớn với cá nhân em, và em sẽ cố gắng tập luyện cũng như là cố gắng có được một vị trí tốt trong đội hình. Em nghĩ là không ai là ngôi sao cả. Ngôi sao chỉ có ở trước ngực thôi. Và bọn em ở đây tất cả các thành viên đều như nhau, và nó tạo nên một cái tập thể tốt nhất, mạnh nhất, và thi đấu đem lại những thành công, những chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Thật sự thì em học hỏi được rất nhiều. Em cũng cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn nhiều. Và cũng không thể nào mà ở đứng ở đây và để nói là mình sẽ học được gì và trưởng thành ra sao được. Và em muốn rằng là tất cả mọi thứ thì mình sẽ cảm nhận được, và mình sẽ thể hiện ra sao ở con đường và những cái thứ trước mắt. Tất nhiên rồi, em sẽ cố gắng làm tốt nhất cái nhiệm vụ mà mình được giao, và cái điều quan trọng hơn cả là cá nhân mình cũng sẽ làm tốt được cái vai trò của mình để thích ứng được cái lối chơi cũng như là tạo nên một cái khối, nó giống như một cái tập thể tốt nhất. Em thấy là có rất nhiều những thứ đặc biệt và mới mẻ. Và em thấy là mỗi một cầu thủ thì sẽ cảm thấy rằng rất là hứng thú với những cái mà điều mà ông ấy mong muốn ở từng cầu thủ, từng vị trí và tập thể. Đặc biệt là mọi thứ nó sẽ trở nên nó cần cái sự tỉ mỉ hơn, và có một cái điều mà em phải công nhận rằng là cái suy nghĩ nó phải lớn hơn.